216 Kinh Ái Sanh. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng thắng Dường Cấp Cô Độc. Bà La Môn mất con. Bấy giờ có một người Bà La Môn độc nhất, chỉ có một đứa con, trong lòng hết sức ái niệm, tâm ý khắng khích, chiều chuộng, nhìn hoài không chán. Bỗng nhiên đứa con mạng chung. Sau khi đứa con mạng chung, người Bà La Môn ấy ưu sầu, không thể ăn uống được, không mặc áo xiêm, cũng không bôi hương, chỉ biết đi ra bãi Tha Ma mà khóc, nhớ tưởng chỗ con nằm. Rồi Bà La Môn lang thang khắp nơi, đi đến chỗ Phật, chào hỏi xong ngồi xuống một bên. Thế Tôn hỏi: ông nay vì sao mà các căn không trụ nơi tâm mình? Bà La Môn đáp rằng: tôi làm sao các căn có thể an trụ nơi tâm mình được? Vì sao vậy? Chỉ có một đứa con độc nhất, trong lòng hết sức ái niệm, tâm ý khắng khích, chiều chuộng, nhìn hoài không chán. Bỗng nhiên nó mạng chung. Sau khi nó mạng chung, tôi u sầu, không thể ăn uống được, không mặc áo xiêm, cũng không bôi hương, chỉ biết đi ra bãi Tha Ma mà khóc nhớ tưởng chỗ con nằm. Luyến ái sinh sầu bi. Thế Tôn nói: thật vậy Bà La Môn, thật vậy Bà La Môn. Nếu khi ái sanh thì phát sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. Bà La Môn nói: Cù Đàm, sao lại nói khi ái sanh thì cũng phát sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não? Cù Đàm nên biết, khi ái sanh thì hỷ cũng sanh, tâm hoan lạc. Thế Tôn đến 3 lần nói như vậy: thật vậy Bà La Môn, thật vậy Bà La Môn. Khi ái sanh thì cũng phát sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. Bà La Môn cũng 3 lần hỏi rằng: Cù Đàm, sao lại nói khi ái sanh thì cũng phát sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não? Cù Đàm nên biết, khi ái sanh thì hỷ cũng sanh, tâm hoan lạc. Lúc bấy giờ Bà La Môn nghe những lời Phật nói, không cho là phải mà chỉ bác bỏ, rồi rời chỗ ngồi đứng dậy, lắc đầu bỏ đi. Bấy giờ ở trước cổng Thắng Lâm có một số thị dân đang đánh bạc. Bà La Môn từ xa trông thấy, bèn nghĩ rằng: trong đời nếu có những người thông minh trí tuệ cũng không thể hơn được những kẻ đánh bạc, ta hãy đến đó. Những gì vừa được thảo luận với Cù Đàm, ta sẽ kể lại hết cho họ nghe. Rồi Bà La Môn đi đến số đông những người đánh bạc ấy, và đem những gì vừa được thảo luận với Thế Tôn kể lại cho họ nghe. Những thị dân đang đánh bạc này nghe xong nói rằng: này Bà La Môn, sao lại nói khi ái sanh thì cũng phát sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não? Bà La Môn nên biết, khi ái sanh thì hỷ cũng sanh, tâm hoan lạc. Bà La Môn nghe xong bèn nghĩ rằng: điều mà con bạc nói thật hết sức phù hợp với ta, rồi gật đầu mà đi. Ba Tư Nặc và Mạc Lị. Rồi thì vấn đề này lần lượt truyền rộng ra, cho đến lọt vào Dương Cung. Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La nghe đồn Sa Môn Cù Đàm nói như vậy: nếu khi ái sanh thì cũng phát sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. Vua bèn nói với Hoàng hậu Mạc Lị rằng: tôi nghe đồn Sa Môn Cù Đàm nói như vậy. Nếu khi ái sanh thì cũng phát sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não.
Hoàng hậu nghe xong thưa rằng: "Thật vậy đại dương, thật vậy đại dương. Nếu khi ái sanh thì cũng phát sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não." Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La nói với hoàng hậu Mạc Lị rằng: "Nghe tôn sư nói gì thì đệ tử nhất định đồng ý. Sa Môn Cù Đàm là tôn sư của bà, cho nên bà nói như vậy. Bà là đệ tử của ngài, cho nên bà nói như vậy. Nếu khi ái sanh thì cũng phát sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não." Hoàng hậu Mạc Lị thưa rằng: "Đại dương, nếu không tin, hãy đích thân đến mà hỏi, hay hãy sai sứ đi." Rồi Ba Tư Nặc vô nước Câu Tác La bèn gọi Bà La Môn Na Lị Ương Già đến bảo rằng: "Ngươi đi đến chỗ Sa Môn Cù Đàm, thay ta mà hỏi Sa Môn Cù Đàm thánh thể khỏe mạnh, bình an, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường chăng?" Rồi nói như vậy, Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La có lời thăm hỏi thánh thể khỏe mạnh, bình an, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường chăng? Sa Môn Cù Đàm có thật sự nói rằng nếu khi ái sanh thì cũng sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn ảo não chăng? Này Na Lị Ương Già, nếu Sa Môn Cù Đàm có nói những gì, ngươi hãy khéo ghi nhớ và thuộc kỹ. Vì sao? Vì những người như vậy không bao giờ nói dối. Bà La Môn Na Lị Ương Già vâng lời vua, đi đến chỗ Phật, chào hỏi xong ngồi sang một bên bạch rằng: "Bạch Cù Đàm, Ba Tư Nặc vua nước Câu Tác La có lời hỏi thăm thánh thể mạnh khỏe, bình an, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường chăng?" Sa Môn Cù Đàm có thật sự nói như vậy: "Nếu khi ái sanh thì cũng sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não chăng?" Phật khai thị. Thế Tôn nói rằng: "Một, này Na Lị Ương Già, ta nay hỏi ông, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời." Na Lị Ương Già, ý ông nghĩ sao? Giả sử có một người đàn bà đã chết, người con phát cuồng, loạn trí, cởi áo, cởi quần, trần truồng mà chạy rong khắp các ngõ đường, nói như vậy: "Này các người, có thấy mẹ tôi chăng? Này các người, có thấy mẹ tôi chăng?" Này Na Lị Ương Già, do sự kiện này mà biết rằng nếu khi ái sanh thì cũng sanh sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. Cũng vậy, nếu cha chết, anh, chị, em chết, con cái chết, vợ chết, người ấy phát sanh cuồng, loạn trí, cởi áo, cởi quần, trần truồng chạy rong khắp cả ngõ đường, nói rằng: "Này các ngài, có thấy vợ tôi chăng? Này các ngài, có thấy vợ tôi chăng?" Này Na Lị Ương Già, do sự kiện này mà biết rằng nếu ái sanh thì cũng sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. 2. Này Na Lị Ương Già, thời xưa có một người đàn bà về thăm gia đình. Các thân tộc của người này muốn cưỡng bức cải giá. Người đàn bà ấy tức tốc trở về nhà chồng, nói với chồng rằng: "Này ông, hãy biết cho, thân tộc của tôi muốn cướp vợ của ông để gả cho người khác. Ông có mưu kế gì chăng?" Người ấy bèn nắm cánh tay của bà vợ dẫn vào trong nhà, nói rằng: "Chết chung sang đời khác với nhau, chết chung sang đời khác với nhau." Rồi lấy con dao bén chém chết vợ và mình cũng tự sát luôn. Này Na Lị Ương Già, do sự kiện này mà biết rằng nếu ái sanh thì cũng sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. Bà La Môn Na Lị Ương Già
sau khi nghe những điều Phật nói, khéo ghi nhớ và thuộc kỹ, rồi rời chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh ba vòng rồi trở về. Và đến Ba Tư Nặc Vua nước Câu Tác La tâu rằng: Tâu Thiên Dương, Sa Môn Cù Đàm quả thực có nói rằng, nếu khi ái sanh thì cũng sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. Mạc Lị giải thích. Hoàng hậu Mạc Lị tâu rằng: Một, Đại Dương, tôi hỏi Đại Dương, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời, ý Đại Dương nghĩ sao? Đại Dương có thương yêu Đại tướng Tỳ Lâu La chăng? Vua đáp: Thật sự có yêu thương. Mạc Lị lại hỏi: Nếu Đại tướng Tỳ Lâu La bị biến dịch, đổi khác, Đại Dương sẽ như thế nào? Vua đáp: Mạc Lị, nếu Đại tướng Tỳ Lâu La bị biến dịch, đổi khác, tôi tất sanh sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. Mạc Lị tâu rằng: Do sự kiện này mà biết rằng, nếu khi ái sanh thì cũng sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. 2. Mạc Lị lại hỏi: Dương có yêu đại thần Thi Lị A Đà, yêu con voi Nhất Bôn Đà Lị, yêu đồng nữ Bà Di Lị, yêu Vũ Nhật Cái, yêu nước Ca Thi và yêu Câu Tác La chăng? Vua đáp: Thật sự có yêu thương. Mạc Lị lại hỏi: Nước Ca Thi và Câu Tác La bị biến dịch, đổi khác, Dương sẽ ra sao? Vua đáp: Mạc Lị, tôi được hưởng thụ thỏa mãn năm thứ công đức của dục là do ở hai nước này. Nếu Ca Thi và Câu Tác La mà bị biến dịch đổi khác, mạng sống của tôi cũng không, nói gì đến những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. Mạc Lị tâu rằng: Do sự kiện này mà biết rằng, nếu khi ái sanh thì cũng sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. 3. Mạc Lị lại hỏi: Ý Đại Dương nghĩ sao? Có yêu thương tôi chăng? Vua đáp: Thật sự tôi yêu thương bà. Mạc Lị lại hỏi: Nếu một khi tôi bị biến dịch đổi khác, Dương sẽ ra sao? Vua đáp: Mạc Lị, nếu một khi bà bị biến dịch đổi khác, tôi tất sanh sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. Mạc Lị tâu rằng: Do sự kiện này mà biết rằng, nếu khi ái sanh thì cũng sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. Ba Tư Nặc Vua nước Câu Tác La nói rằng: Này Mạc Lị, kể từ hôm nay, Sa Môn Cù Đàm do sự kiện này là thầy của tôi. Tôi là đệ tử của ngài. Này Mạc Lị, tôi nay tự quy y Phật, Pháp và Tỳ Kheo Tăng. Cúi mong Đức Thế Tôn nhận con làm Ưu Bà Tắc. Kể từ hôm nay, trọn đời tự quy cho đến tận mạng. Phật thuyết như vậy, Ba Tư Nặc Vua nước Câu Tác La và Hoàng hậu Mạc Lị sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 217. Kinh Bát Thành. Tôi nghe như vậy, một thời sau khi Phật nhập Niết Bàn không lâu, một số lớn các tỳ kheo danh đức Thượng Tôn đến thành Ba Lị Tử, trú tại Kê Viên. Bát Thành cư sĩ. Bấy giờ cư sĩ Đề Thập, người ở Bát Thành, mang nhiều hàng hóa quý đến thành Ba Lị Tử để buôn bán, đổi chác. Số hàng hóa đó bán hết rất mau, được lời khá to. Cư sĩ Đề Thập, người Bát Thành, hết sức vui mừng, bèn rời Ba Lị Tử đến Kê Viên,
tìm đến các tỳ kheo thượng tôn danh đức, cúi đầu lễ sát chân, rồi ngồi sang một bên. Các tỳ kheo thượng tôn danh đức thuyết pháp cho cư sĩ nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi đã dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho cư sĩ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, các ngài ngồi im lặng, rồi thì cư sĩ đệ thập, người bát thành bạch. Bạch Thượng Tôn, Tôn giả A Nan hiện giờ ở đâu? Con muốn được gặp. Các tỳ kheo Thượng Tôn đáp: Cư sĩ, Tôn giả A Nan đang ở tại thành Tỳ Xá Ly, bên bờ sông Di Hầu, trong cao lâu đài quán. Nếu muốn thăm, ông có thể đi đến đó. Bấy giờ cư sĩ đệ thập, người bát thành, rời chốn ngồi đứng dậy, cúi đầu lễ sát chân các tỳ kheo thượng tôn, nhiễu quanh chiều phải ba vòng rồi đi. Cư sĩ tìm đến chỗ Tôn giả A Nan, cúi đầu lễ sát chân rồi ngồi xuống một bên và bạch rằng: Bạch Tôn giả A Nan, con có điều muốn hỏi, ngài có cho phép chăng? Cư sĩ cứ hỏi, tôi nghe rồi sẽ suy xét. An trú một pháp. Cư sĩ hỏi: Bạch Tôn giả, Đức Thế Tôn Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác, bậc đã thành tựu tuệ nhãn, thấy đệ nhất nghĩa. Ngài có dạy một pháp nào mà thánh đệ tử nếu an trú vào đó sẽ đoạn trừ các lậu tâm giải thoát chăng? Tôn giả A Nan đáp: Đúng vậy, Đức Thế Tôn có dạy pháp ấy. Cư sĩ hỏi: Đức Thế Tôn Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác, bậc đã thành tựu tuệ nhãn, đã thấy đệ nhất nghĩa. Ngài dạy như thế nào về một pháp ấy mà thánh đệ tử nếu an trú vào đó sẽ dứt sạch các lậu tâm giải thoát? Pháp ấy như thế nào? Tôn giả A Nan đáp: Một, này cư sĩ, đa văn thánh đệ tử ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến chứng đắc đệ tứ thiền, thành tựu an trú. Vị ấy y cứ nơi xứ này mà quán pháp như pháp, hoặc có thể y cứ nơi đây mà quán pháp như pháp. Vị ấy an trú vào đó mà dứt sạch các lậu. Nhưng an trú vào đó mà không dứt sạch các lậu, thì nhờ nơi pháp này, do có muốn pháp, yêu pháp, thích pháp, tin tưởng pháp, ái lạc quan hỷ, vị ấy đoạn trừ năm hạ phần kết, hóa sanh nơi kia mà nhập niết bàn, được pháp bất thối, vĩnh viễn không còn trở lại đời này. 2. Lại nữa, cư sĩ, đa văn thánh đệ tử, tâm cùng đi đối với từ biến mãn một phương, thành trụ và an trú. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương bàn, phương trên và phương dưới, khắp cả mọi nơi, tâm cùng đi đối với từ, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, quảng đại, vô biên, vô lượng, khéo tu tập, viên mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, tâm đi đối với bi, hỷ và xả, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, quảng đại, vô lượng, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Vị ấy cứ y nơi đây mà quán pháp như pháp. Vị ấy hoặc có thể y cứ vào đó mà dứt sạch các dục. Nhưng nếu chưa dứt sạch được các lậu, nhờ pháp này, do yêu pháp, thích pháp, tin tưởng pháp, ái lạc quan hỷ, vì ấy đoạn trừ ngũ hạ phần kiết, hóa sanh vào cõi kia mà nhập niết bàn, được pháp bất thối, vĩnh viễn không còn tái sanh lại đời này nữa. Đây là pháp mà Đức Thế Tôn Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác, bậc thành tựu tuệ nhãn, đã thấy đệ nhất nghĩa, nói rằng có một pháp mà nếu đa văn thánh đệ tử an trú vào đó sẽ dứt sạch các lậu, tâm được giải thoát. 3. Lại nữa, cư sĩ, đa văn thánh đệ tử
vượt qua tất cả sắc tưởng, cho đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ, thành tựu và an trú. Vị ấy ở nơi đây mà quán pháp như pháp, vị ấy hoặc có thể an trú vào đó mà dứt sạch các lậu. Nhưng nếu không dứt sạch các lậu, thì nhờ pháp này, do yêu pháp, thích pháp, tin tưởng pháp, ái lạc, quan hỷ, vị ấy đoạn trừ ngũ hạ phần kết, hóa sanh nơi kia mà nhập niết bàn, được pháp bất thối, vĩnh viễn không còn trở lại đời này nữa. Đây là pháp mà Đức Thế Tôn, Như Lai, vô sở trước, đẳng chánh giác, bậc đã thành tựu, đã thấy đệ nhất nghĩa, nói rằng, có một pháp mà nếu đa văn thánh đệ tử an trụ vào đó, sẽ dứt sạch các lậu, tâm được giải thoát. Bấy giờ cư sĩ Đề Thập, người ở Bát Thành, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên hữu, chắp tay bạch rằng: Kỳ diệu thay, hy hữu thay, tôn giả A Nan, con chỉ hỏi một cánh cửa cam lồ, nhưng tôn giả đã nói cho con nghe một lần đến 12 pháp môn cam lồ. Dựa theo pháp môn nào trong 12 pháp môn ấy tu tập cũng đều được giải thoát an lạc? Bạch tôn giả A Nan, cũng như cách làng không xa có một ngôi nhà lớn được mở ra với 12 cánh cửa. Một người có việc cần nên đã vào trong nhà ấy. Lại có một người khác đứng đó nhưng không muốn đem lại sự lợi ích và phước lạc, không muốn sự an ổn cho người ấy nên nổi lửa mà đốt nhà. Bạch tôn giả A Nan, người ấy có thể do theo một trong 12 cửa mà ra khỏi ngôi nhà cháy một cách an toàn. Cũng vậy, bạch tôn giả, con chỉ hỏi một cửa cam lồ, mà Ngài nói cho con nghe một lần đến 12 cửa pháp cam lồ. Y theo một trong 12 cửa pháp cam lồ này, thì có thể được an ổn, giải thoát. Bạch tôn giả A Nan, trong pháp luật của Bà La Môn nói về pháp luật bất thiện, mà còn có sự cúng dường thầy của họ. Huống sao con lại không cúng dường bậc đại sư tôn giả A Nan? Rồi ngay trong đêm ấy, cư sĩ Đệ Thập, người ở Bát Thành, bày dọn các món ăn thơm ngon, tinh khiết, đầy đủ các loại cứng và mềm. Sau khi bày biện thức ăn, vào lúc sáng sớm, trải dọn chỗ ngồi cư sĩ, cung thỉnh chúng tăng ở kê viên và thành bệ xá ly hợp lại, rồi tự tay mình dâng nước rửa, dâng các thức ăn thơm ngon, tinh khiết, đầy đủ các loại cứng và mềm, tự tay mời mọc cho đến khi chúng tăng no đủ, phân chia các thức ăn đầy đủ cho chúng tăng. Sau khi chúng tăng thọ thực, thâu bát, rửa tay, cư sĩ đem 500 vật phẩm mua một ngôi nhà cúng riêng cho tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan nhận lãnh, sau đó cúng cho chiêu đề tăng. Tôn giả A Nan thuyết như vậy, cư sĩ Đề Thập, người ở Bát Thành, sau khi nghe những gì tôn giả A Nan thuyết, hoan hỷ phụng hành. 218 Kinh A Na Luật Đà 1. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ các tỳ kheo vào lúc xế trưa từ tỉnh tọa dậy, đi đến chỗ tôn giả A Nan Luật Đà, cúi đầu đảnh lễ sát chân, rồi ngồi sang một bên bạch rằng: Chúng tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho mới dám trình bày. Tôn giả A Na Luật Đà nói: Chư hiền muốn hỏi xin cứ hỏi, tôi nghe xong sẽ suy nghĩ. Khi ấy các tỳ kheo bèn bạch rằng: Làm thế nào một tỳ kheo chết an lành, mạng chung an lành? Tôn giả A Na Luật Đà đáp: Chư hiền, tỳ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp,
cho đến chứng đắc tứ thiền, tỳ kheo ấy chết an lành, mạng chung an lành. Các tỳ kheo lại hỏi: Tỳ kheo cùng cực như vậy là chết an lành, mạng chung an lành chăng? Tôn giả A Na Luật Đà đáp: Chư hiền, tỳ kheo không phải chỉ cùng cực như vậy là chết an lành, mạng chung an lành. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo chứng đắc như ý túc về thiên nhĩ, tha tâm trí, túc mạng trí, sanh tử trí, lậu tận trí, lậu tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này mà tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ. Biết như thật rằng, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Đó là tỳ kheo chết an lành, mạng chung an lành. Các tỳ kheo lại hỏi: Tỳ kheo cùng cực như vậy là chết an lành, mạng chung an lành chăng? Tôn giả A Na Luật Đà đáp: Chư hiền, tỳ kheo cùng cực như vậy là chết được an lành, mạng chung được an lành. Lúc bấy giờ, các tỳ kheo nghe những điều tôn giả A Na Luật Đà nói, khéo ghi nhớ và thuộc kỹ xong, rời chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lại sát chân tôn giả A Na Luật Đà, đi quanh ba vòng rồi lui ra. Tôn giả A Na Luật Đà thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe tôn giả A Na Luật Đà thuyết, hoan hỷ phụng hành. 219 Kinh A Na Luật Đà 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ các tỳ kheo vào lúc xế từ thiền tọa dậy, đi đến chỗ tôn giả A Na Luật Đà, cúi đầu đảnh lễ sát chân, rồi ngồi xuống một bên bạch rằng: Chúng tôi có điều muốn hỏi, mong ngài nghe cho mới dám trình bày. Tôn giả A Na Luật Đà đáp: Chư hiền, muốn hỏi xin cứ hỏi, tôi nghe xong sẽ suy nghĩ. Khi ấy các tỳ kheo hỏi rằng: Làm thế nào mà một tỳ kheo chết không bức rứt, mạng chung không bức rứt? Tôn giả A Na Luật Đà đáp: Nếu tỳ kheo có tri kiến chất trực và thành tựu giới thánh hâm mộ, đó là tỳ kheo chết không bức rứt, mạng chung không bức rứt. Các tỳ kheo lại hỏi: Tỳ kheo cùng cực như vậy là chết không bức rứt, mạng chung không bức rứt chăng? Tôn giả A Na Luật Đà đáp: Tỳ kheo không chỉ cùng cực như vậy là chết không bức rứt, mạng chung không bức rứt. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo thân trên nội thân cho đến quán thọ, tâm pháp như pháp, đó là tỳ kheo chết không bức rứt, mạng chung không bức rứt. Các tỳ kheo lại hỏi: Tỳ kheo cùng cực như vậy là chết không bức rứt, mạng chung không bức rứt chăng? Tôn giả A Na Luật Đà đáp: Chư hiền, tỳ kheo không chỉ cùng cực như vậy là chết không bức rứt, mạng chung không bức rứt. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo tâm tương ưng với từ, biến mãn một phương, thành tựu an trụ, hai ba bốn phương, bốn duy, trên dưới, bao trùm tất cả. Tâm tương ưng với từ, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ. Cũng vậy, bi và hỷ, tâm tương ưng với xả, không kết, không quán, không nhuế, không tranh, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ. Đó gọi là tỳ kheo chết không bức rứt, mạng chung không bức rứt. Các tỳ kheo lại hỏi:
Tỳ kheo chỉ cùng cực như vậy là chết không bước rước, mạng chung không bước rước chăng? Tôn giả A Na Luật Đà đáp: Chư hiền, tỳ kheo không chỉ cùng cực như vậy là chết không bước rước, mạng chung không bước rước. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo vượt qua tất cả sắc tưởng cho đến chứng phi tưởng, phi phi tưởng xứ, thành tựu an trụ. Đó là tỳ kheo chết không bước rứt, mạng chung không bước rứt. Các tỳ kheo lại hỏi: Tỳ kheo chỉ cùng cực như vậy là chết không bước rứt, mạng chung không bước rứt chăng? Tôn giả A Na Luật Đà đáp: Chư hiền, không chỉ cùng cực như vậy là chết không bước rứt, mạng chung không bước rứt. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo vượt qua tất cả phi tưởng, phi phi tưởng xứ, tưởng thọ diệt thân chứng thành tựu an trụ, và do tuệ quán mà các lậu diệt tận. Đó là tỳ kheo chết không bước rứt, mạng chung không bước rứt. Các tỳ kheo lại hỏi: Tỳ kheo chỉ cùng cực như vậy là chết không bước rứt, mạng chung không bước rứt chăng? Tôn giả A Na Luật Đà đáp: Chư hiền, tỳ kheo cùng cực như vậy là chết không bước rứt, mạng chung không bước rứt. Bấy giờ các tỳ kheo sau khi nghe những điều Tôn giả A Na Luật Đà nói, khéo ghi nhớ và thuộc kỹ xong, rời chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ sát chân Tôn giả A Na Luật Đà, đi quanh ba vòng rồi lui ra. Tôn giả A Na Luật Đà thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Tôn giả A Na Luật Đà thuyết, hoan hỷ phụng hành.